khách sạn Kỳ Sơn Trọng ở bên tay trái. Khách sạn này là dành cho những người quý tộc và đại gia và công nương đại gia na mà tới đây trước khi mà mất là ở đây được. Khách sạn này. Tôi nhớ, tôi cũng có ở đây. Và hiện đây là hoàng gia Anh, là mỗi lần mà tới Paris là cũng ở khách sạn này. Và những tài tử minh tinh là nổi tiếng nhất của Mỹ đó, là qua đây. Ở đây. Có một điều kể này mới là vui. Đã có một lần tôi ở một khách sạn ở đây, không phải ở đằng kia. Cái xong cái và lúc đó có mấy đứa nhỏ thì mới làm cái cửa phòng khách ra để mà để rộng cho tụi nó bò nó chơi á. Phát hiện có một con chuột. Ở Pháp thì chuột nhiều lắm. Không, một con chuột chết xong mới báo với khách sạn. Trời ơi, ghê quá. Khách sạn nó xin lỗi quá trời. Dạ, cũng hiểu. Tại vì chắc là con mèo nào tha con chuột đó vào đó đó. Chứ nhưng còn mà, thật sự là nếu mà chuột mà đúng rồi thì chắc là chuyện hi hữu rồi. Nhưng mà thật sự là cái lượng chuột ở Paris là đông lắm. Đông hơn là người Pháp thế sống không, ở trên không được, nhưng mà tại vì đối với Mỹ mà nếu mà như vậy là chết. Đúng rồi, chết à. Mà Hà Phương thấy con chuột đó không? Thấy. Thấy chuột nhỏ xíu à. Mà còn sống hay là chết? Chết rồi, tôi nghĩ là nó chui ở trong một cái lỗ này. Đúng rồi. Cho nên là chỗ đó hả? Nguyên cả khách sạn sợ quá trời sợ luôn. Trường hợp đó thì có thể là Phương đòi lại tiền phòng được đó. Cho là ở miễn phí bắt là họ bồi thường tiền phòng cái ngày hôm đó cho Hà Phương. Nếu mà khách sạn mà tử tế thì chắc là họ sẽ bồi thường lại. Nhưng mà thật sự là mấy con chuột nó khôn lắm. Chuột ở Paris là nó sống giống như là có là bị ngược nắng không? Người Pháp á, thì cũng sang trọng, mà chuột ở đây thì nó cũng quen xa xỉ để nó đi lên tìm đồ ăn, đi trong khách sạn để nó đi tìm những cái bánh trái. Tại vì trong những cái khách sạn sang trọng biết này là bánh rồi, gato để trên bàn biết rồi, nhưng mà không biết đó, thành ra là cái mùi nó thơm phức, thành ra mấy con chuột là nó muốn tới để ăn bánh gato đó. Thành nó mới leo lên, phải là con chuột nhỏ nhỏ mới chui được mấy cái lỗ đó. Yeah. Okay.